thử cho cái tai nghe JBL Club Pro cộng True Wireless. Thì đây là cái hộp của tai nghe. Nay mình sẽ kết nối nó thử vô cái điện thoại. Tức là mình cũng đã xài cả khoảng 1 tuần rồi. Đây là bên ngoài của cái hộp. Có ánh nắng mặt trời nhìn cho nó dễ hơn. Ở dưới đây có một cái sạc tai C, cái đèn báo, một cái đèn báo và một cái nút reset lại tai nghe. Thì khi bật ra thì ở trong nó có những cái chữ rất là nhỏ, rất là khó thấy, có số series rồi đó. Thì hai tai nghe đang được sạc bên trong. Thì trước mắt mình, nếu mà muốn reset lại tai nghe thì mình sẽ có cái nút này, mình bấm giữ trong 10 giây. Bấm mới có ăn như ta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Không thấy gì khác biệt chứ. Đó, đúng rồi, lên đèn này. Ok. Rồi, thì bây giờ mình bật cái tai nghe ra. Bên trong tai nghe là hai cái JBL. Nó sẽ có cái đèn tín hiệu đây là hết rồi. Rồi, lấy cái điện thoại ra, bây giờ làm thử cái điện thoại rồi. Vô cái phần Bluetooth của điện thoại Android. Hơi bị khó thấy. Thì mình tìm kiếm. Mình tìm kiếm, mình kết nối với cái tai nghe này. Ở đây hiện kết nối. Khi mà kết nối thì mình phải bật cái hộp cho nó bật ra. Đó, đó là tai nghe đã kết nối được với cái điện thoại Android. Thì mình cứ lưu lại thôi. Rồi bấm bỏ qua. Rồi thoát ra. Bây giờ hôm nay giới thiệu vào cái phần mềm của tai nghe. Để mình xem, mình chỉnh cái ánh sáng màn hình. Rồi vô phần mềm CBL. Thì ban đầu là nó sẽ welcome mình như thế này. Cứ get start thôi. Cứ accept, đồng ý. Allow, cho phép. Cho phép luôn. Đó, nó là welcome to JBL Club Pro cộng. Thì mình get start thôi. Thì bây giờ nó sẽ kêu mình là đầu tiên là bỏ cái tai nghe lên lỗ tai, rồi chỉnh qua chỉnh lại, bấm start. Nó sẽ phát cái âm nhạc ra rồi xong. Mình bỏ qua bước này, bước hỗ trợ Google Assistant. Rồi, đây là bên trong của cái menu. Menu của app ứng dụng đó. Thì cái tay bên trái hiển thị phần trăm pin, tay bên trái bên phải là left right 100%. Của hộp sạc là 100%. Thì ở đây nó sẽ nói gì? Ở đây là cái phần trăm pin sẽ được hiển thị khi mà cái tai nghe ở trong cái hộp. Mà khi cái hộp nó mở cái nắp ra giống như vậy. Rồi, đầu tiên mình sẽ giới thiệu về cái chế độ đầu tiên là chế độ chống ồn chủ động. Thì nó có hai chế độ là chế độ everyday hoặc là chế độ active. Mình không thấy sự khác biệt giữa hai chế độ này cho lắm. Khi mình bật lên như thế này, bây giờ trước mắt là mình phải lấy cái tai nghe ra ngoài và mình đeo vô nó mới được. Đó. Khi mình bật lên như thế này,
Bây giờ là phải đeo vô á thì nó mới kích hoạt được cái chế độ chống ồn chủ động vô. Tại vì nó sẽ có cái cảm biến trên cái tai nghe. Giờ không đeo là nó không bật được. Tiếp theo là cái chế độ Ambient Sound Control. Thì trong đây gồm có chế độ Ambient Aware và chế độ Talk Through. Ambient Aware tức là cái chế độ mà nó sẽ làm giảm tiếng nhạc lại, nhưng mà đồng thời vẫn nghe được cái tiếng của môi trường xung quanh. Còn cái chế độ Talk Through là nó sẽ làm cho tiếng nhạc nó im lặng luôn, và đồng thời nó kích hoạt các micro á, để nó kích hoạt cái micro lên, nó sẽ làm tăng cái âm lượng ở môi trường xung quanh lên. Chế độ thứ ba là về cái liên kết. Cái liên kết normal là để cho cái ổn định kết nối. Còn cái liên kết audio là cho cái âm nhạc nó hay nhất. Liên kết video thì là để cho cái âm thanh và hình ảnh nó được đồng bộ với nhau. Rồi tiếp đến là cái phần stack. Stack này nó sẽ cho biết về những cái thông tin về cái DJ mà nó đang được sử dụng. Bây giờ là DJ Martin Garrix thì nó sẽ chỉnh cái âm thanh theo cái DJ đó. Về phần EQ. Phần EQ thì có chế độ piano. Piano thì âm thanh nó sẽ như thế này, các đường thẳng nó sẽ đều nhau. Còn chế độ jazz thì nó sẽ chỉnh âm thanh theo như thế này. Còn chế độ vocal là tuyến thì mình sẽ nghe tiếng nhiều hơn. Hoặc là mình muốn chế độ nào thì mình chỉnh vô đây. Mình tap mình kéo thôi. Còn ví dụ mình rồi đây là nói về cái phần này là phần cập nhật firmware, thì mình bấm lên đây thì firmware 4.8 của nó sẽ cung cấp được cái gì, cung cấp cho mình cái chất lượng cuộc gọi sẽ được cải thiện, thì nó có cập nhật nhanh hoặc là cập nhật bình thường. Cập nhật nhanh thì sẽ 50% nhanh hơn. Về phần cài đặt tai nghe thì mình sẽ bấm vô đây. Getter. Getter thì nó có tay trái và tay phải. Đối với phần tay trái thì nó cho mình chỉnh, thứ nhất là khả năng playback, hoặc là thứ hai là đang là ambient sound, tức là vừa âm thanh môi trường mà vừa nghe được tiếng nhạc. Hoặc là mình chọn volume control, hoặc là trợ lý ảo, hoặc là không có gì hết. Ví dụ layback, ví dụ bấm vô layback thì nó sẽ hiện ra một tab là play hoặc bao, hai double tab thì là nét bài tới, triple tab là bài trước, còn tab mà giữ luôn á là sẽ bật trợ lý ảo lên. Khi mà có xuất hiện cuộc gọi á thì double tab á, thì nó sẽ trả lời, còn tab và giữ luôn á thì nó sẽ từ chối cuộc gọi. Còn trong cái mục ambient sound á thì một tab á thì nó sẽ kích hoạt chế độ chống ồn chủ động. Tab tiếp theo đó là mình sẽ kích hoạt chế độ ambient. Tab kế một cái nữa thì nó sẽ tắt tất cả. Còn khi mà mình double tab á thì nó sẽ bật chế độ talk through on hoặc là off. Talk through là cái chế độ mà mình sẽ tắt tiếng nhạc mà sẽ nghe được âm thanh môi trường xung quanh. Tap and hold đó là bật trợ lý ảo. Khi mà có cuộc gọi thì cũng tương tự như vậy. Còn cái nút này là kiểm soát âm lượng. Một tap là sẽ tăng một mức độ volume. Double tap thì sẽ là volume trừ. Trợ lý ảo là cái này, hoặc là không có gì thì việc mặc định của nó là cái này.
Còn tai bên phải thì mình sẽ chỉnh là mình thích xài kiểm soát volume. Thì một tab là sẽ tăng volume, double tab thì sẽ volume trừ. Rồi đó là phần getter. Tiếp theo là auto up, là khi mà không nghe nhạc á, thì tai nghe sẽ tự động tắt sau 15 phút. Mình chọn vậy để tiết kiệm pin. Play and power, tức là khi mà mình bật cái chế độ này lên thì cái play and power á, khi mình lấy tai nghe ra khỏi cái tai mình á, thì nó sẽ bao bài nhạc lại hoặc là cái YouTube. Trợ lý ảo thì mình không chọn. Check my bass fit là ban đầu đã có rồi. Đó là kiểm tra cái độ fit của tai, sau đó bấm sita nó sẽ kích hoạt lên, nó bật cái bài nhạc cho mình nghe. Find my bass, tức là nó sẽ tìm cái tai nghe. Đây là file MyBud. Đó. Thì cái này để tìm tai nghe thôi. Nhưng mà khi tai nghe sau 15 phút nó tắt mất tiêu rồi, đâu biết đường đâu tìm. Thì cái phần firmware như hồi nãy nó nói là nó yêu cầu là phải trên 50% pin thì mới nên kích hoạt. Ngoài ra không có gì hết.